Với Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 12, năm 2020. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn tối nay gồm có tin tức bầu cử tại Georgia và tin tài liệu. Để mở đầu, với Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích về bầu cử tại tiểu bang Georgia do Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý thực hiện. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh tiếp xúc anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu về vấn đề bầu cử ở tại Georgia mà tại sao nó ảnh hưởng tới cả Hoa Kỳ và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết, xin kính chào quý, xin chào nhân xin chào quý khán giả của đại VATV và SPT à, Khi mà chúng ta nói có một cái cuộc bầu cử ở tại tiểu bang Virginia, em Georgia thì nó ảnh hưởng như thế nào sau khi mà cái cuộc bầu cử nó đã được xảy ra rồi vào ngày November 3, có nghĩa là ngày 3 tháng 11 năm 2020 dạ tên quý thế nhưng cái cuộc uh, tái bầu cử thì đúng hơn là sẽ là tháng giêng năm nay tháng giêng sẽ có một cái cuộc tái bầu cử của hai cái ghế uh, của thượng viện một cái là của ông đương kim uh, uh, nghị sĩ uh, david produ uh, và một cái của bà Loeffler là bà loffler là, là thượng, uh, thượng nghị sĩ được bổ nhiệm ông thống đốc của tiểu bang sổ sao bổ nhiệm tại vì có một người thượng nghị sĩ người ta từ chức thì cái lý do cho cái cuộc tái bầu cử tái tái bầu cử kỳ này đó tại vì khi mà bầu cử hồi 3 tây tháng 11 đó là cái người mà thắng mà không thắng quá trên 50% của tổng số phiếu đó đại đa số cái là, gọi là đa số tuyệt đối đó thì phải có một cái cuộc tái bầu cử để mà quyết định thì khi mà phải trên 51% của lá phiếu thì mới được gọi là thắng cử. Thì nó quan trọng có nghĩa là cái cuộc bầu cử à, tổng thống với thượng viện, hạ viện kỳ rồi đó, nhất là thượng viện thì bên Đảng Cộng hòa đang là đa số thì cái số người mà thượng nghị sĩ bây giờ của Đảng Cộng hòa đó chỉ có 50 người thôi, rồi Đảng dân chủ thì có 46 rồi hai người kia là gọi là independent là là độc lập thì người uh, trong đảng cộng hòa muốn có cái đa số để mà ngăn chặn những cái luật mà hạ viện uh, đưa ra và tại vì người ta tiên đoán là ông Biden sẽ được làm tổng thống thì nếu mà hạ viện mà đảng nhân chủ nắm mà thượng viện đảng dân chủ nắm đó thì có có nhiều cái cái chương trình mà nó không có hợp với công chúng mỹ thì cái đó là cái cái cuộc bầu cử rất là quan trọng mà được cả nước mỹ là theo dõi. Yeah. Và khi mà mình nói là nghĩa là có bốn người ra ứng cử chức vụ là gọi là thượng nghị sĩ tại tiểu bang Georgia vào ngày 3 tháng 11 nhưng mà muốn tìm hiểu thêm đó là bốn người đó cái tỷ số dẫn dưới họ có được dẫn dưới 50 phần đó là lý do tại sao mà có cái cuộc run up có nghĩa là bầu cử lại dạ. mà tại sao bầu cử lại chỉ chọn có hai người thì theo luật của Georgia đó thì cái hai cái người mà được số phiếu nhiều nhất á, thì sẽ được đi đi vào một cái cuộc bầu cử mới thì cái ông mà đương kim à, thượng nghị sĩ của à, tiểu bang Rhode Island là ông David Perdue thì ông đã làm thượng nghị sĩ từ năm 2015 thì cái nhiệm kỳ này ông phải ra tranh cử lần nữa thì cái người mà đối đầu với ông là một cái người à, rất là trẻ là tên là John Ossoff thì cái người này thì có nhiều ủng hộ của bên à, đảng dân chủ cả những người mà cái người mà cố à, à, dân biểu của à, tiểu bang Rhode là ông John Lewis và những người mà giống như à, tổng thống Obama cũng à, ủng hộ ông này thì ông này có rất nhiều ủng hộ của địa phương nhưng mà cái tiểu bang ra nó là nhiều dân à, cộng hòa hơn là dân dân chủ thành ra cái số phiếu mà ông à, John Ossoff này đó ông nó rất là trẻ mới có 33 tuổi thôi thì được những cái người mà À, dân mà giống như là trẻ và những người dân mà da màu mà gọi là non white có nghĩa là không phải là mỹ trắng đó người ta bầu cái tỷ lệ nó lên rất là cao à, so với những cái cái, cơ quá khứ những cái tiểu sử của tiểu bang trọng sầu sang dạ và cũng xin hỏi thêm đó là khi mà một cái người ứng cử viên thượng viện đó thì họ sẽ được 6 năm dạ yeah, đúng và 6 năm như vậy là cứ mỗi 2 năm thì cứ 1 phần 3 sẽ được bầu lại dạ yeah, vâng dạ yeah và như vậy đó thì khi sau khi mà tiểu bang Georgia nó có một cái cuộc bầu cử vào cái ngày sắp tới đây là, là ngày 5 tháng giêng đó yeah. thì sau đó thì 4 năm sau họ mới có cuộc bầu cử lại à, cái cuộc bầu cử của um, thượng viện đó là cứ mỗi 2 năm thì 1 phần ba của thượng nghị viện bầu lại thì một cái cuộc bầu cử sắp tới mà tái bầu cử đó nó gọi là special election là cái cuộc bầu cử đặc biệt thì cái, cái cô mà Loeffler sẽ ra tranh cử đối đầu với cái ông à, mục sư à, gọi là Warnock. Thì à, khi mà cái cuộc mà bầu cử mà diễn ra nếu mà đắc cử đó, có thể là cái người mà đắc cử trong cái special election đó có thể sẽ được cái nhiệm kỳ ít hơn là 6 năm. Tại vì cái Đấy. người mà được bổ nhiệm là bà Loeffler, của ông thống đốc thì cái nhiệm kỳ của cái người thượng nghị sĩ trước mà từ chức thì theo cái 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 chu kỳ đó thành ra nếu mà ông còn 4 năm đó thì 4 năm sau là phải bầu lại cái ghế đó tại cái, những cái ghế của uh, thượng viện của mỗi tiểu bang chỉ có hai ghế thôi thì trong cái tiểu bang thì không bao giờ mà hai cái cái ghế mà thượng nghị viện mà bầu cùng một cái 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 năm hết Dạ. Yeah kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng vào ngày 6 tháng Giêng thì cũng bên Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có một cái nhiệm kỳ mới của những người Quốc hội họ sẽ tuyên thệ để mà giữ cái vai trò của lập pháp Hoa Kỳ yeah. ở dưới Hạ viện. Nhưng mà về vấn đề mà chúng ta gọi là Thượng viện đó, thì hiện nay cái người mà đang lãnh đạo đa số của Thượng viện là của bên Cộng hòa đó là ông Mick, Mick Mitch McConnell. McConnell yeah. yeah. Thì ông sẽ tiếp tục giữ cái vai trò đó hay không? Hay là đã có bầu người khác rồi? À, thì cái người mà gọi là đứng đầu của Thượng nghị viện đó là được những cái người trong à, Thượng nghị viện người ta bầu. Thì những người mà Cộng Hòa bây giờ là đa số là chiếm đa số là được 50 ghế rồi. Thì cái cuộc tái bầu cử này của ra đó nó sẽ định cái hướng đi của đảng Cộng Hòa nói chung. À, thì ông Mitch McConnell đó bây giờ là đương kim à, gọi là đứng đầu của đảng cộng hòa trong cái cái thượng nghị viện nhưng mà cũng có nhiều sự uh, uh, thay đổi trong cái 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 nội bộ của đảng cộng hòa chưa chắc nếu mà kỳ này tái bầu cử mà hai cái người thượng nghị sĩ đó mà thắng đó là được 52 cái ghế chưa chắc thì ông Mitch McConnell sẽ được giữ cái chức đó tại vì có nhiều sự thay đổi ở trong cái 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 thượng nghị viện thì những cái vấn đề mà uh, những cái người lớn tuổi như ông Mitch McConnell đó thì trong thượng nghị viện bây giờ những người mà mới đắc cử đó thuộc loại uh, trẻ và có nhiều đàn bà thì nói cấp tiến thì không đúng nhưng mà những cái người lớn tuổi người ta có cái nhìn khác những người trẻ tuổi người ta có cái nhìn khác là chưa chắc ông Mitch McConnell sẽ được uh, bầu làm uh, chủ tịch uh, thượng nghị viện. Dạ. Yeah. Và kính thưa quý vị khi mà chúng ta nói cái người mà ở nắm cái, cái cái thượng viện đó nó rất là quan trọng nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái luật lệ của Hoa Kỳ. Dạ. Yeah và đặc biệt là vấn đề ngoại giao anh quý có thể phân tích thêm thưa nhân thưa quý khán giả cái cái um, cho tới bây giờ thì ông uh, đương kim tổng thống Donald Trump chưa có chấp nhận là ông Joe Biden là tân tổng thống hay là tổng thống elect thì um, nhưng mà cái khối cộng hòa những người trong hạ viện mà đảng cộng hòa những người trong thượng viện và đảng cộng hòa người ta cũng đã bắt đầu người ta uh, đổi hướng thì chính trị là nó nó đi theo uh, gió thì nói về chính sách ngoại giao đó thì bây giờ ông biden đó cũng lập luận theo một cái, cái chiều gió mới là chống à, trung quốc à, thẳng thắn thì cái vấn đề mà chống trung quốc đó thì hồi xưa thì ông obama tổng thống obama à, với lại ông joe biden đó, thì có vẻ thân à, thiện với trung cộng hơn tại vì những cái, cái giao ước những cái hiệp định mà ký giữa hai nước để cho mà bành trướng cái vấn đề kinh tế đó thì có vẻ uh, nới rộng vòng tay với lại Trung Quốc để mà được uh, ban giao cho kinh tế để cho hai bên được đều có lợi nhưng mà cái người mà bầu cho ông Biden bây giờ đó thì cũng không phải là thuộc phe cấp tiến tại vì nếu mà những cái người dân đi bầu mà thuộc phe cấp tiến mà uh, bầu nhiều đó thì ông Sanders sẽ được uh, đề cử làm uh, ứng cử viên tổng thống kỳ này thì cái vấn đề ngoại giao thì cái, cái cái thứ nhất đó là đối với Trung cộng là cái vấn đề mà hàng đầu rồi bây giờ thì uh, cái vấn đề mà bên Âu Châu, cái hiệp hội Liên Âu đó thì cũng có nhiều sức mẻ với đương uh, đương nhiệm tổng thống đương nhiệm là ông ông Trump, thì ông Biden cũng muốn làm hòa với những cái nước bên uh, bên uh, khối Liên Âu, thì cái vấn đề mà thượng nghị viện đó rất là quan trọng những cái chính sách mà về ngoại giao đối đối ngoại đó, thì khi mà hạ viện ra những cái sắc luật thì thượng nghị viện phải xét lại thì cái đó là một cái gọi là cái cái, cái cán cân à, cân bằng giữa hai bên để mà có một cái giải pháp tốt cho nước Mỹ nói chung chứ không phải là cho đảng cộng hòa hay dân chủ. thì nếu mà cả hạ viện thượng viện và tòa bạch ốc mà được à, một đảng nắm á, thì có nhiều thay đổi mà không có thể chống được nếu mà nó không có hợp lý hợp luật. Như vậy anh Quý nói rằng là những vấn đề mà giống như là người Việt mình quan tâm nhiều nhất là Indo -Pacific, vấn đề Indo-Pacific, vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì anh dạ. nghĩ như thế nào trong tương lai? thì cái vấn đề mà Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì bây giờ à, chính phủ Biden thì chưa có nắm quyền nhưng mà những cái chính sách ngoại giao bây giờ có vẻ cứng rắn với Trung Cộng bằng cách là nhiều cái à, sư đoàn của Mỹ bắt đầu chuyển đi qua bên à, Trung Cộng để mà ủng hộ à, Đài Loan thì trên à, danh nghĩa là ủng hộ Đài Loan nhưng mà thật ra là chống trung cộng thì đúng hơn tại cái vấn đề bành trướng về uh, uh, biển đông nói chung và những cái nước nhược tiểu của cái khối đông nam á đó thì uh, không có mỹ thì không có cái thế đứng uh, để đánh lại uh, trung cộng thì ông joe biden vẫn giữ cái chính sách đó tại vì quốc hội là sẽ ra những cái, cái điều khoản để mà ủng hộ về tiền bạc để mà chuyển uh, hàng không mô hạm những cái uh, hải quân những cái đội uh, gọi là binh lính của Mỹ qua bên đó làm cái cán cân uh, cho nó cái nó cân bình của hai bên thì cái vấn đề kinh tế là cái vấn đề quan trọng tại vì cái biển đông nó có nhiều dạ, quặng mỏ thì nó là cũng vấn đề kinh tế và nhiều hải sản và cái đường đi uh, về gọi là cái siêu rốt cái đường tơ lụa đó mà nếu mà bị trung cộng nó cắt uh, cắt ngang đó thì rất là khó khăn để mà giao giao thông hay là giao thương giữa những cái nước ở bên uh, Phi Châu cũng cũng vậy mà bên Á Châu là bên cái đường đi xuống à, à, úc Châu cũng vậy. Yeah. À, xin được cảm ơn quý vị cho cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn nhân xin chào quý khán giả của đài VTV và SBTNDC. À, kính thưa vị, à, quý vị cũng vừa nghe cái phân tích của anh Nguyễn Phú Quý do đó nên chúng ta ghi nhận một điều rằng á, là những người ở tiểu bang George Rao đặc biệt à, người Việt chúng ta à, chúng ta sẽ đi bầu thật đông vào ngày 5 đến tháng giêng sắp tới. À, xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị.